cho D-Nature khỏe tự nhiên để trao chứng nhận showroom cho D-Nature Nam Định và cho chị Hồng. Kính chúc cho tất cả các sản phẩm của khỏe tự nhiên D-Nature ở Nam Định sẽ được lan tỏa đến với tất cả những người dân ở đây và ở các tỉnh thành lân cận. Như quý vị đã biết, nếu mà quý vị có thăm, có chia sẻ hay là có tham gia hay là có theo dõi kênh Khỏe Tự Nhiên hay là radio thì đều biết là vừa rồi có khai trương showroom ở Đà Nẵng. Và ngày hôm nay D-Nature Việt Nam có mặt ở đây để khai trương showroom tại Nam Định.